Khi Huyên Bin, Biren và các tài tử xứ Hàn lần đầu làm cha, ra cả tối hậu thư để bảo vệ vợ con. Trong làng giải trí Hàn Quốc, không ít nam tài tử đình đám đều đã kết hôn và có những nhóc tỷ đáng yêu. Đáng chú ý trong số đó cũng không thể thiếu những nam tài tử thoải mái thể hiện cảm xúc khi được trở thành cha. Nổi tiếng nhất phải nói tới như Won Sang-woo, Ji-sung, Biren. Huyên Bin, mới đây Huyên Bin cùng các diễn viên đã tham gia họp báo chuẩn bị công chiếu Confidential Assignment 2 International. Bên cạnh những thông tin về tác phẩm điện ảnh này, truyền thông Hàn cũng đưa tin về yêu cầu đặc biệt từ phía Huyên Bin. Theo đó, Huyên Bin đã đưa ra yêu cầu không tham gia các buổi phỏng vấn mặt đối mặt ngoài những lịch trình đã lên kế hoạch. Nguyên nhân của yêu cầu này chính là để đề phòng Huyên Bin có thể bị nhiễm COVID-19 do tham gia các hoạt động bên ngoài. Anh muốn đảm bảo rằng bản thân không nhiễm bệnh từ bên ngoài, tránh gây nguy hiểm cho bà xã Son Jae-jin cũng như nhóc tỷ chưa chào đời của cặp đôi. Tháng 3 năm 2022, Huyên Bin và Son Jae-jin chính thức về chung một nhà sau một năm công khai hẹn hò. Hồi tháng 6, Son Jae-jin thông báo mang thai con đầu lòng thông qua một tâm thư dài trên mạng xã hội. Thời gian này, nữ diễn viên chỉ hiếm hoi xuất hiện trên các đoạn phim quảng cáo. Thay vào đó, cô tập trung dưỡng thai, thường xuyên tự tay vào bếp và chia sẻ những món ăn ngon trên trang cá nhân. Won Sang-woo. Vào năm 2009, Won Sang-woo và bà xã Son Tae-young đã chào đón cậu con trai đầu lòng. Trong một buổi phỏng vấn vào thời điểm đó, Won Sang-woo đã bày tỏ cảm xúc trong lần đầu được làm cha. Nam tài tử rất vui mừng và hạnh phúc. Thời điểm đó, tài tử nấc thang lên thiên đường nói rằng: "Chúng tôi đã đi làm giấy khai sinh và đăng ký tên họ cho con trai. Cháu có một cái tên đặc chất Hàn Quốc, Won Rook-hee." Được biết, con trai đầu lòng của Won Sang-woo là Won Rook-hee chào đời vào ngày 6 tháng 2 năm 2009, sớm 3 tuần so với dự định, nên cả gia đình đều rất quan tâm tới sức khỏe của bé. Khi ấy, Won Sang-woo cũng tâm sự rằng, gương mặt của cô cậu rất đáng yêu và giống tôi nghĩ đã tới lúc phải mua một cái máy in ảnh để có thể in tất cả ảnh của bé ra và treo khắp nhà, cả gia đình tôi ai cũng yêu quý look. Ji-sung và Lee Bo-young cho tới nay luôn được đánh giá là một trong những cặp vợ chồng hạnh phúc nhất nhì Kabit. Thời điểm khi mới làm cha, nam tài tử cũng từng chia sẻ rằng mỗi khi ra ngoài làm việc, anh luôn biết vợ và con trai đang chờ ở nhà nên sẽ diễn thật tốt để nhanh được về nhà với gia đình. Ji-sung cho biết anh luôn cố gắng thoát vai một cách nhanh nhất để khi ở nhà với vợ con, bản thân sẽ không còn nghĩ tới việc khác. Về phần con gái, Ji-sung nói rằng anh đã trải nghiệm cảm giác có một cuộc sống hạnh phúc, chỉ cần ngồi xem phim hoạt hình với con cũng đủ khiến anh cảm thấy mãn nguyện. Tất nhiên, nam tài tử cũng gặp khó khăn khi vừa phải chuẩn bị vào dự án mới, nhưng vẫn kiêm làm công việc gia đình. Theo Ji-sung, khi đang chuẩn bị vào phim mới, anh vẫn tắm rồi cho con ăn, ngủ như bình thường. Bản thân nam tài tử còn cùng con ngủ vào lúc 20 giờ tối và thức dậy vào 3 giờ sáng để hoàn thành những công việc khác. Biren. Vào thời điểm 2017, sau khi kết hôn, Biren và Kim Tae-hee đã nhanh chóng đón tin vui là nữ diễn viên mang thai con gái đầu lòng. Thời điểm đó, cặp đôi này đã tậu một ngôi nhà 2 tầng xinh xắn rộng hơn 300m² ở quận Itaewon, giá hơn 6 triệu đô, hơn 132 tỷ đồng làm tổ ấm mới. Tình cờ khi ấy, một fan đã bắt gặp Biren khi nam tài tử có mặt tại một công ty thiết kế chuyên sửa nhà. Theo bạn fan này chia sẻ, nét mặt ông xã Kim Tae-hee hiện rõ vẻ hạnh phúc vì sắp lên chức bố. Nhiều nguồn tin khi ấy còn cho biết do nhóc tỷ đến với cặp vợ chồng ngay trong thời gian trăng mật nên khi trở về Hàn Quốc, Biren đã rút nhanh tiến độ sửa và nâng cấp căn biệt thự để chuẩn bị đón chào công chúa đầu lòng.